Vâng, xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình đưa các bạn tham quan vào một số tác phẩm gỗ lũa, bằng một số tác phẩm gỗ lũa họ làm những cái tiểu cảnh trên những cái gỗ lũa. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ đến một tác phẩm đầu tiên. Phía trước mặt chúng ta là một gốc cây rất là khổng lồ, mình cũng không rõ là gốc cây gì. Chiều cao từ phía dưới lên phía trên cỡ khoảng độ tầm 2 mét. Còn chiều ngang phải đến 3,5 mét ạ. Bây giờ chúng ta tiến vào cái phần lũa của tác phẩm này. Một cây cực kỳ già, một gốc cây vô cùng già. Vâng, chúng ta gặp được chủ của tác phẩm này. Vâng, đó là anh Đặng Duy Đạt ạ. Vâng, xin chào anh Đạt. Vâng, thay mặt chương trình ngày hôm nay muốn gửi đến anh một số câu hỏi. Vâng, thứ nhất là muốn hỏi anh tác phẩm này có tên là gì ạ? Tác phẩm này có trao mặc hạt trên như gỗ này xuất xứ ở Khánh Hòa. Ở Khánh Hòa, vâng. Dạ. Gỗ này thì nó chịu mưa chịu nắng được. Vâng. Thời xưa thì ông bè mình thường dùng gỗ này đóng tàu thuyền đi biển á, nên gỗ này rất cứng, rất bền. À, cái gỗ này ở sông nước đúng không ạ? Cái độ bền nó cao hơn những loại gỗ khác đúng không ạ? Vâng. Thấy những đường nét của tác phẩm này thấy làm khá chi tiết đúng không ạ? Vâng, anh có thể giải thích thêm ạ? Nói chung là cái bộ này là như khó tự nhiên á, không có động tay động chân vào. Vâng, tức là mình chỉ đánh cho nó bật lên những cái đường nét thôi. Chỉ đánh cho sạch đi lớp ngoài thôi. Vâng. Anh có thể giải thích kỹ một chút về cái tác phẩm này được không ạ? Cái tác phẩm này thì nói chung thì có nhiều cách chơi. Thứ nhất là mình làm cái hồ, mình xây cái hồ, mình đặt cái này lên, mình có thể coi được không, mình trồng bốt cục cây lên. Rất là đẹp. Tùy mỗi người, mỗi cách chơi tự nhiên. Vâng, một tác phẩm mang từ trong miền miền Nam ra, miền từ Khánh Hòa ra, thật sự là kỳ công. Anh có thể cho biết giá trị của tác phẩm là bao nhiêu tiền không anh? Tác phẩm này giá trị 700 triệu. 700 triệu, vâng. Và nhân tiện cũng anh cho khán giả biết được số điện thoại của anh ạ. Số điện thoại của mình là 0935 931 954. Vâng, vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, xin chào anh ạ. Vâng, như các bạn thấy sự giải thích của anh Đạt về cái nguồn gốc của sản phẩm gỗ sao này. Đó là một loại gỗ rất là cứng, chịu được cái sự chịu được sự mưa nắng. Bằng gỗ này rất bền trong tự nhiên, nên là đặc biệt ở trong miền Trung họ sử dụng rất nhiều cái gỗ này để đóng những tàu thuyền đi ra khơi. Bây giờ chúng ta sẽ xem tổng thể tác phẩm. Vâng, chiều ngang khá rộng. Theo anh Đạt, chiều ngang là bao nhiêu anh? Chiều ngang khoảng 4 mét, chiều cao cỡ khoảng độ 2 mét nhỉ? Vâng. Một chiều 4 mét, một chiều 2 mét. Cái điểm đặc biệt của cây này là nguyên một khối luôn, nguyên một khối, hoàn toàn là một bộ đế của một cái cây, một cây khổng lồ. Vâng, chúng ta đi vào phần sau của cây một chút.
Vâng, các đường vân gỗ trông khá đẹp mắt. Đây mình đang đứng ở khu vực phía bên phải của tác phẩm. Vâng, và đây là tổng thể của tác phẩm. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip tiếp theo.